Xin chào tất cả anh chị và các bạn ha. Đặc biệt là các anh chị đang tập hàng. Clip ngày hôm nay thì kênh kỹ nghệ sách Linh của mình sẽ chia sẻ đến tất cả anh chị một cái vấn đề, đó chính là tại sao mà mình hàng hoài thì cái mối hàng của mình nó vẫn không thể đẹp được. Rồi trước tiên thì cũng cảm ơn tất cả anh chị đã dành thời gian quý báu của mình để ghé đến và xem video clip ngày hôm nay nha. Cũng không quên là chúc anh chị thật là nhiều sức khỏe, gia đình gặp thật là nhiều may mắn. Khái niệm về đẹp á, cái đẹp á thì hiện tại thì vẫn chưa có ai xác định được là như thế nào gọi là đẹp đâu. Có anh chị thì cho rằng cái mối hàng như thế này, chỉ cần nó đều, cái thịt mà chúng ta hàng ra được nè, nó đều, nó không bị lỗ mọt, là như vậy là gọi là đẹp rồi. Còn đối với một số anh chị khó tính hơn thì anh chị muốn là cái mối hàng của mình á, nó phải khi mình hàng rồi thì cái sỉ hàng anh chị, đây cái sỉ hàng của mình nó tự bong ra như thế này, nó phải tự bong ra như thế này. Ít nhất thì mình gõ nhẹ cái nó rớt ra như thế này. Như thế này thì cái mối hàng mới gọi là đẹp. Và nó có gợn gợn anh chị, đó nó phải có gợn gợn sống như thế này mới là đẹp. Còn một số anh chị khác thì không yêu cầu cao hơn. Chỉ cần cái mối hàng của mình nó dính là được rồi. Đó nó dính cho dù là nó u vậy, miễn là nó dính như thế này gọi là đẹp rồi ha. Cũng như đầu video clip mình đã chia sẻ đến tất cả anh chị rồi, để có được một cái mối hàng nó đẹp á thì nó sẽ chịu ảnh hưởng của rất là nhiều yếu tố. Nhưng trong đó sẽ có hai cái yếu tố chính sau đây ha. Anh chị chú ý giúp mình ở chỗ này. Đầu tiên đó chính là cái máy hàng. Thì về cái máy hàng thì anh chị nên lựa một cái máy hàng nào đó nó ổn ổn một chút xíu, ổn về cái giá thành ha. Đừng nên lựa cái máy rẻ quá, thì anh chị cũng biết rồi, tiền nào của đó mà, hiếm lắm mới được một cái máy rẻ mà nó ngon anh chị ơi. Cái thứ hai nữa đó chính là về chất lượng. Chất lượng thì chúng ta sẽ quan tâm về cái dòng hàng. Cái dòng hàng ở đây ý mình muốn nói đó chính là ví dụ như anh chị nhìn đây đi, là 130 đúng không? Thì khi mình hàng ra thì cái dòng hàng của mình nó sẽ ổn định, không lúc bị chập chờn, lúc mạnh lúc yếu nha. Có một số mấy cái máy hàng á, dòng nó đứng im như vậy nó không nhảy nha. Nhưng mà khi mình hàng thì tự nhiên cái dòng điện mình ra lúc lớn, cái lửa hàng anh chị, lúc nó lớn, lúc nó nhỏ, gọi là bất thường đó. Một cái nữa đó chính là có một số máy hàng khi mà mình vặn hết ga như thế này, mình hàng nó cũng yếu xìu, nó yếu y như là lúc mình chưa vặn vậy đó. Đó là do cái máy hàng nha. Cái này máy hàng chứ không phải, có một số trường hợp là nó sẽ chịu ảnh hưởng của cái nguồn điện chính mà mình câu qua cái máy hàng mình xài nè. Đó và là về cái phần cái máy hàng. Yếu tố thứ hai đó chính là kinh nghiệm hàng nha anh chị ơi. Cái kinh nghiệm hàng này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái khoảng thời gian mà anh chị tiếp xúc với cái nghề, cũng giống như là cái công việc này. Anh chị mà theo lâu á, làm lâu rồi, va chạm nhiều thì chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm thôi. Đó, thì dần dần thì cái đường hàng của mình nó sẽ ổn hơn và nó đẹp hơn. Thì cái chỗ kinh nghiệm này thì mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân của mình đến anh chị. Đó, mình biết cái gì mình chia sẻ cái đó, cũng hy vọng là sẽ giúp ích được cho anh chị ha. Để có một đường hàng đẹp thì chúng ta cần phải có một phương pháp hàng đúng cách. Ở phương pháp hàng này mình lại tiếp tục có hai cái yếu tố chính sau đây. Đầu tiên đó chính là cách chỉnh dòng hàng trên máy hàng, làm sao cho phù hợp với cái vật liệu mà mình đang muốn hàng. Đối với vật liệu mỏng thì chúng ta sẽ có dòng hàng khác. Đối với vật liệu dày, ví dụ như khúc V này thì mình sẽ có dòng hàng khác. Đối với những vật liệu mỏng thì dòng hàng trung bình của mình nó sẽ dao động từ 120 đổ lại nha anh chị. 120 đổ lại. Bởi vì có vật liệu thì nó sẽ dày tầm khoảng 1 ly, 8 gem, 6 gem. Thì chúng ta cứ giảm dần. Khi nào mình cảm thấy phù hợp thì mình hàng thôi. Mình không dám khẳng định là bao nhiêu là vừa, bởi vì cũng như nãy mình đã chia sẻ rồi, từng vật liệu khác nhau thì nó có độ dày khác nhau mà, mỏng dày khác nhau đúng không? Rồi đối với những cái vật liệu dày như thế này thì chúng ta sẽ có dòng hàng tầm 120 đổ lên nha anh chị. Tiếp theo nữa đó chính là cách hàng. Đây là cái mới quan trọng đây. Về cách hàng thì khi mà hàng thì chúng ta cần phải để ý một chút xíu về cái cần hàng của mình. Thì trong những video clip trước mình cũng đã chia sẻ đến tất cả anh chị rồi, nhưng mà mình xin phép trong video clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ lại một lần nữa nha. Sợ là có một số anh chị vẫn chưa xem được những cái video clip trước của mình á. Khi cầm cần hàng thì ví dụ như là mình thuận tay phải thì cái kềm hàng của mình nó sẽ lệch về phía bên tay phải như thế này để cho thuận chiều hàng ha. Và mình khi mình hàng thì mình sẽ bắt, ví dụ trên cái mẫu sắt này thì mình sẽ bắt đầu từ trên này mình hàng xuống đó. Hạn chế hàng từ dưới hàng lên nha anh chị ơi. Đó, mình hàng từ trên hàng xuống như thế này
và cái độ nghiêng của cái que hàng với lại cái bề mặt bình hàng thì nó nghiêng tầm khoảng 45 độ. Nói là có số chính xác vậy thôi, nhưng thực tế thì chúng ta chỉ cần nghiêng qua bên này bên phải như vậy là thôi được anh chị, không cần phải chuẩn 45 độ đâu. Mình nói vậy chứ làm sao mà mình có thể chỉnh 45 độ thường xuyên suốt như vậy được, đúng không? Và khi hàng thì cái mối hàng đầu tiên trên cái thanh sắt này nó rất là quan trọng. Bây giờ mình sẽ hàng cái mối đầu tiên lên nha, rồi mình sẽ nói tiếp. Sau khi mà mình hàng được cái mối hàng đầu tiên ở trên này rồi thì cái mối hàng tiếp theo của mình á, cái mối hàng tiếp theo của mình đây nè, là mình sẽ chiếm tầm khoảng 1/3 ha, 1/3 của cái mối hàng cũ. Chiếm 1/3 của mối hàng cũ là bắt đầu mình hàng từ từ xuống. Và anh chị lưu ý giúp mình là phải hàng đều tay nha, hàng đều tay. Đừng có lúc gọi là ứng mạnh thiệt mạnh xuống, ứng nè, ghi mạnh xuống. Có lúc thì để thân thân. Đều tay anh chị, cái chỗ này đều tay rất là quan trọng nha. Đều tay. Và cái khi mà cái đầu hàng mình tiếp xúc với lại cái bề mặt hàng á thì anh chị phải lưu ý là vừa chạm vào như thế này thôi. Đó, vừa chạm vào như thế này thôi nha. Chứ đừng có để xa quá thì đâu ăn mát nên không dính được đâu anh chị. Xa quá là không ăn mát là không dính được. Cái thứ hai nữa là mình ghi cái đầu que hàng mạnh xuống như thế này nè. Dễ bị tình trạng gọi là dính que lắm. Nó dính cái đầu que của mình á. Mình canh nó đều như thế này nè, vừa chạm xuống là mình dỡ lên, vừa chạm xuống là dỡ lên. Cái mối hàng tiếp theo thì nó sẽ, nãy như mình đã nói rồi, nó sẽ chồng lên 1/3 của cái mối hàng cũ, là mình bắt đầu mình hàng từ từ xuống như thế này. Đó, mình hãy hàng từ từ xuống như thế này. Rồi giờ mình sẽ tiến hành mình hàng nha. Phải đều tay nha anh chị ơi, phải hàng đều tay nha. Chấm xuống dở lên như thế này. Rồi, như vậy là đã xong. Bởi vì sao cái mối hàng này của mình, cái sỉ hàng nó không bong lên à? Thông thường á, thì đối với những cái vật liệu mà mình hàng dày á thì sỉ hàng nó mới tự bong nha. Còn những trường hợp mà sắt mà nó mỏng mỏng như thế này thì ít khi nào nó tự bong lắm anh chị. Nên là mình phải gõ. Đây, cái mối hàng như thế này gọi là tạm ok rồi ha. Đó, thì vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ những cái gì mình biết đến tất cả anh chị rồi. Trong cái việc là để làm sao cái mối hàng của mình nó đạt được cái hiệu quả cao nhất. Cũng hy vọng là clip ngày hôm nay nó sẽ hữu ích với tất cả anh chị ha. Rồi có lẽ là mình sẽ dừng video clip mình ở đây. Hẹn lại tất cả anh chị trong những cái video clip sau.